Xin chào các bác. Này bên cửa hàng nhà em tiếp tục lên sóng giới thiệu cho các bác cặp loa full 30 BIF Prosa. Đây là một dòng mẫu loa full 30 mới nhất năm 2022 bên cửa hàng nhà em cho ra mắt. Đây là cấu hình chơi full đơn, một bát 30 từ 190 và một chép kèn 450. Một cấu hình phải gọi là bát chép, phân tần gọi là quá là ngon các bác nhá. Với cấu hình này cho các bác về chơi mọi dòng nhạc và hát karaoke, đánh căng, hát karaoke tiếng cực hay luôn các bác nhá. Ở đây là sử dụng, em sử dụng cái form thùng mới nhất, đó là form thùng full 30. Con này form thùng lưới của nó rất là đẹp, lưới ê căng sắt nhưng mà được bọc vải chống bụi thưa, logo quá là đẹp luôn các bác nhá. Hàng chính hãng với check code là ra luôn này. Với cái form thùng này chủ yếu chủ đạo của nó là sơn sần chống nước, nước sơn quá đẹp luôn, tay sách hai bên đầy đủ, ốc treo nóc này, treo ngang đủ. Và thùng này em cho các bác kích thước luôn, kích thước là cao rơi vào tầm khoảng là 60, sâu 38 và ngang rơi vào tầm khoảng 36 các bác nhá. Và hai thanh thông hơi ở phần mặt trước như thế này. Hiện tại em đang test với một cái các bác nhá. Bây giờ đi vào phần chính là em giới thiệu chi tiết cho các bác củ bát và củ chép. Quá bát rất là nặng luôn. Thùng này thì đây, thùng của nó là thùng chôn gen lục giác các bác nhá. Chôn gen ô phễu này, ô bát này. Và toàn bộ là thùng là được ke góc đầy đủ nên là tạo sự chắc chắn tuyệt đối luôn. Bên trong là lót bông mút trứng. Phân tần em sử dụng bên trong là phân tần mạch phíp màu xanh, 4 tụ lọc màu đen, 2 chở nhôm, 2 cuộn đồng và 1 bóng đèn chống cháy chép. Phân tần này cho tải rất là bền và rất là tốt, chất âm siêu hay. Và họng kèn của nó em sử dụng họng kèn là vuông 18x18. Củ chép thì sử dụng củ chép 450 từ siêu dày, năm nay nâng cấp to nha, sử dụng chép 450 từ dày vật vã luôn. Con chép này con chép 450 giờ CF lắp nhôm, con này côn 44, côn dây dẹt các bác nhá, từ 120. Còn về phần củ bát thì em sử dụng củ bát 30. Con này con bát 30 giờ CF. Có cái model là LF12G301. Con bát này cho ra công suất là 500W trở kháng 8 ohm. Con bát này 246 lỗ tản nhiệt ở phần mặt bích T bằng các bác nhá, xương nhôm đúc. Nói chung bát này quá xịn luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Bát này sử dụng bát gân vải tẩm dầu 3 gân, màng xếp ly lượn sóng, màng cả mũ là màng chống nước luôn các bác nhá, nhìn này. Quá là nét luôn, con bát này cho lên chất âm chống đánh uy lực, tiếng sáng. Từ dày các nhá, từ 190 côn 76. Nhện màu vàng. Kẹp lỗ bích thép. Kẹp lỗ này các bác nhìn. Kẹp T của nó này. Màu trắng. Nói chung là nội thất bát chép và phân tần toàn bộ em sử dụng nội chất là của hàng Trung Quốc loại 1 nên là xịn sò luôn cho các bác, nên các bác dùng chỉ việc yên tâm mà dùng thôi. Thôi nhá, với một đôi lên như thế này em đang bán với mức giá là 4 triệu rưỡi một đôi, chỉ với 4 triệu rưỡi một đôi thôi các bác lựa chọn được nội thất bát chép phân tần ngon luôn như này. Rồi em sẽ mở to nhạc lên cho các bác nghe nhá. Quá hay luôn. Khi đi mua loa full 30 bao giờ nội thất nó phải ngon như thế này thì các bác mới xuống tiền mua cho em nhá. Về các bác hát mới hay, đánh mới căng được, các bác đừng tham rẻ quá. Tham rẻ quá về hát không hát nổi luôn. Bác nào quan tâm thì điện trực tiếp cho em để mua hàng các bác nhá.
Thôi nhé, em xin dừng video. Bác nào mà nhập số lượng 5-10 đôi cái mẫu này, anh em thợ mà nhập số lượng thì liên hệ về bên cửa hàng nhà em vào hai số điện thoại 5815 và 72. Đây là hai số hotline nhà em. Nhà em có giao hàng toàn quốc. Thôi nhé, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay các bác nhớ ấn like, vẫn chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé.